Hello, xin chào cô bác anh chị em. Thì máy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Thời gian vừa qua cô bác chị em luôn ủng hộ kênh tay máy của em và mua máy bên em đó. Thì em cũng cảm ơn cô bác chị em nhiều lắm. Thì trong video mà có cái gì không đúng á thì cô bác chị em chỉnh sửa em cũng rất là mang ơn nha. Thì tiếp tục hôm nay thì em có mua được một em Isuzu. Em này 6BD1 quá chị em. Em này quá mới quá chị em ơi. Em này nói chung là rất là đẹp. Em gài hàng quá nó cũng không có nhiều quá chị em. Hàng quá nó không có nhiều, máy cũng không có nhiều, nhưng mà mua được cái động cơ này quá mới luôn. Thì để em quay bên cái số bên cái máy, bên cái lốc máy quá chị em, nó đóng cái chữ á. Có nhiều anh em là không có biết nó số nằm đâu đó. Có nhiều anh em hỏi thì số máy nằm tới dưới đây nè, 6BD1. Thì số máy của nó nè 567588 các bác chị em ha. Rồi, cái người gà bằng đề xịn luôn các bác chị em, đề của hãng Nhật luôn. Cục sạc này rất là lớn quá chị em. Cục sạc rất là lớn, nó mới đủ sạc cho bình nha, bình hai bình đó. Ở sau này có cái bơm chục quýt, quá các chị em muốn bơm gì đó bơm. Máy này nó mới khủng khiếp. Cái bộ lửa nè. Bộ lửa nó mới cực kỳ luôn quá chị em nha. Mà cái dây go của động cơ, dây go bando mã số 47. Số 77 quá chị em, sau này xài mua số 48 chứ 47 vô không được nha, nếu vậy luôn nha. Quay tổng thể của quá chị em xem, con này bánh trớn nó mới một cái nặng mụn được luôn, quá trời mới luôn. Ở đây nó có tắc e quá nha, tắc e cũng được, tắc heo cũng được, bác chị em muốn tắc gì tắc nha. Máy này được có một cái là đều heo quả tạ luôn quá chị em, quá trời nó đẹp luôn. Máy heo quá tạ thì nó cực kỳ luôn quá chị em, là cứ mua chỉ là xài thôi. Heo quá tạ mà đời này heo quá tạ tua nó nhanh quá chị em, tua nó 3.200 nha, 1.600 tua heo. Để em gọi đèn cho quá chị em thấy 1.600 tua heo là 3.200 nha quá chị em, ra băng luôn nha. Heo kiki cơ này rất là mới luôn, chung là lòng một tắc lẻ hai quá chị em. Tua thì 3.200 heo quá tạ mà tua nhanh, nói chung là máy này cực kỳ rất là hiếm quá chị em, rất là hiếm nha. Lâu lắm mình mới mua được một động cơ như thế này, quá mới luôn ha. Thì của anh chị em đang cốc nước đây, em gọi cốc nước phía trong nhìn này, em để cái da nguyên gin quá chị em, đó, da nguyên gin luôn, không có chùi không có rửa ngay quá chị em nha. Đó, rất là đẹp luôn, để cốc lớn với nhìn con tán đầu cốc nó bự chà bá lửa. Ở đây kỹ sư người ta làm ba rãnh dương rãnh cho cô bác chị em mình có xài gì xài, đồ lon ốc tán gì vàng ngính luôn, quá đẹp. Máy này xuất sắc luôn mấy chị em ơi. Mấy chị em nào mà mua đem về chạy tàu, chạy ghe các kiểu quá chị em, hay là muốn xài gì xài, mua được con máy nó đẹp đó, mình xài nó bền thời gian lâu quá chị em. Cũng có nhiều cô bán chị em hỏi máy rẻ rẻ đó, mà em cũng không ngày cũng chưa có mua được con máy rẻ rẻ về bán. Về máy đẹp đẹp không à. Thế mình bán cho quán chị em xài cho nó lâu bền quá chị em nha. Đó. Mới tin luôn, mấy cái co bét nè. Em không có thích mấy cái máy mà nó dặn co bét nha. Co bét mà dặn rồi nhìn nó rất là xấu. Cho nên mấy cái co bét nó còn đẹp vậy đó. Mình mua, mình cho quán chị em xài cho nó bền. Đó. Chân máy đồ đầy đủ hết trơn luôn. Không thiếu gì hết. Lọc, cái vỏ lọc dầu dần nín luôn. Em đề máy cho bán cho em nha, nha. Đề máy con. Mình cũng đề 24 nữa chị em. Đề 24 nha.
dắt chưa bá nha. Bụng gà nó lớn quá, nghe ầm sầm quá. Máy này chạy rất là hỗn bá nha. Chạy quá hỗn. Quá cho em nghe cái quá tạ, chạy nó gốc heo rất là gốc bá nha. Chạy nó gốc heo lắm, quá tạ chạy nó gốc heo kỳ luôn. Thì động cơ này em quay tổng thể cho quán chị em xem ha. Thì quán chị em nào ở xa đó thì cứ việc mà gửi hình qua, em gửi hình qua hoặc là quán chị em coi xem video đó thì cảm thấy mà thấy ưng bụng á thì quán chị em ủng hộ em động cơ này ha. Isuzu 6BD1 dùng tua 3200 quán chị em nha. Con này có tầm 170-180 ngựa quán chị em. Chua này rất là mạnh luôn, chua cao nữa, phù hợp cho quán chị em chạy vỏ, chạy cano rồi các kiểu quá chị em ha. Nghe quá tạ luôn, lực dữ lắm, lực quá chị em. Video này cũng khá là dài rồi, thì em cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn quán chị em rất là nhiều, quán chị em đã ủng hộ bên em, mua bên em và đăng ký kênh để theo dõi những cái động cơ em đăng lên đó. Xin chúc quý chị em được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Và xin chào quý chị em, hẹn gặp lại video tiếp theo.